Xin chào anh em, chào mừng quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay, mình muốn giới thiệu với anh em một sản phẩm mà mình cực kỳ tâm đắc và ưng ý. Chiếc ghế văn phòng có thiết kế công tay học đến từ Hbada, một hãng ghế 10 năm liên tiếp bán chạy trên hai nền tảng thương mại điện tử cực kỳ nổi tiếng của Trung Quốc, Tmall của Taobao và Miupin của Xiaomi. Link của nhà sản xuất thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả để anh em có thể tham khảo thêm. Với mình, thứ ưu tiên nhất trong việc lựa chọn ghế đó chính là công năng, sau đó mới đến chất liệu, kiểu dáng và cuối cùng là thương hiệu. Việc mua ghế thì ngoài tính thẩm mỹ thì cảm giác ngồi rất là quan trọng. Cũng may mắn là cơ quan mình cũng có trang bị ghế công tay học, cho nên là mình đã được trải nghiệm ngồi thử một thời gian. Sau đó thì mình cũng có tham gia một số hội nhóm và hỏi đáp về đề tài này, và cũng được những anh em trong đó khuyên là nên mua ghế văn phòng, vì những chiếc ghế gaming muốn ngon thì phải tầm giá chục triệu trở lên. Nghe tới đây thì mình cũng hơi hoang mang. Còn về kiểu dáng thiết kế thì ghế công tay học đã qua quá trình nghiên cứu và lịch sử phát triển khá lâu đời để có được những thiết kế chuẩn mực và tốt nhất cho vóc dáng người dùng, nên việc thẩm mỹ không còn quá quan trọng với mình nữa. Miễn sao nó tốt cho sức khỏe và mang đến những trải nghiệm cảm giác ngồi tốt nhất cho người dùng là được. Tiện đây thì mình cũng giải thích sơ cho các bạn nào thắc mắc công tay học ergonomic là gì, thì mình sẽ có một cái ví dụ dễ hiểu là bạn có thể sử dụng chuột máy tính nhiều tiếng đồng hồ liền mà không hề mỏi tay, cũng như ngồi làm việc liên tục trên chiếc ghế văn phòng của mình mà vẫn cảm thấy rất thoải mái. Tất cả là nhờ sự tính toán ergonomic công tay học. Tóm lại, ergonomic làm cho sản phẩm thân thiện hơn, thoải mái hơn và hoạt động tốt hơn đối với con người. Tiếp theo là về khả năng tùy chỉnh rất cao. Hầu như tất cả những thành phần của ghế đều có thể tùy chỉnh được để phù hợp với mọi tình huống, vóc dáng và điều kiện làm việc giải trí của từng người. Cụ thể như chiếc ghế Hbada mà mình đang ngồi ở đây. Phần khung ghế rất là chắc chắn, làm bằng nhựa, cường độ cao, chịu đựng rất là tốt, chân đế thì vững chắc, bánh xe thì rất là linh hoạt, xoay 360 độ. Tựa đầu thì có thể điều chỉnh lên xuống được, xoay các góc lớn, hỗ trợ đắc lực cho khớp cổ. Lưng ghế thì mô phỏng theo cột sống người bằng lưới và giúp người ngồi có thể thoải mái trong một thời gian dài. Ngoài ra, lưng ghế còn có thể ngả tới 125 độ, phù hợp cho nhu cầu nghỉ ngơi hoặc thư giãn. Phần đai đỡ thắt lưng thì hình cánh bướm, bảo vệ kép và có thể thay đổi linh hoạt. Tay vịn thì có thể nâng lên và hạ xuống, vừa vặn với cánh tay, giúp nâng đỡ tay thoải mái. Về chất liệu thì phần lưng làm bằng lưới thực sự đem lại hiệu quả thông thoáng, nhất là vào mùa hè. Còn với phần đệm ngồi là cao su tự nhiên thì mang lại cảm giác cực êm ái. Mình thấy nhiều bác cứ kêu ngồi đệm này thì sợ nóng mụn các thứ. Có thể là do các bác ở dơ hoặc là do cơ địa của mỗi người thôi, chứ mình thì toàn ngồi phòng máy lạnh nên cũng không quan tâm lắm về vấn đề này. Lý do thứ hai là về thương hiệu. Thì như mình có chia sẻ ở trên, Hbada là một hãng ghế 10 năm liên tiếp bán chạy nhất trên nền tảng thương mại điện tử của Tmall, Taobao, cho nên là mình cũng hoàn toàn yên tâm về sự uy tín và chất lượng. Chia sẻ thực sự, từ lúc mua ghế về đến bây giờ thì mình cảm thấy tư thế ngồi được cải thiện rất là rõ ràng. Phần tựa đầu thì rất là êm luôn, cổ thì không bị mỏi như những cái chiếc ghế cũ. Lần đầu tiên mình ngồi một chiếc ghế mà nó đem lại cho mình một cái cảm giác trải nghiệm ngồi rất là sướng. Đối với mình, việc đầu tư một số tiền gần 7 triệu đồng để sở hữu một chiếc ghế có đặc tính công tay học, có công năng tốt giúp bảo vệ sức khỏe lâu dài là một điều hoàn toàn xứng đáng. Nếu không đầu tư từ bây giờ thì một tương lai mù mịt về sức khỏe đang chờ các bác ở phía trước. Cái này là mình khuyên thật lòng chứ không phải trù đâu nha. Nếu các bạn thích video này thì hãy nhớ like, share và subscribe. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.